VN YouTuber xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, khi nói đến lực lượng phòng không của Việt Nam hiện nay, chúng ta hay nghĩ đến tên lửa S-300 đời mới với số lượng ít ỏi, hoặc nghĩ đến tên lửa SAM-2 cổ điển và huyền thoại. Tuy vậy, có một loại tên lửa phòng không với số lượng tương đối nhiều và uy lực khá mạnh mà ít người biết đến, đó là tên lửa S-125 Petora. Theo Wikipedia, hiện nay Việt Nam có khoảng 100 hệ thống loại tên lửa S-125. Còn trang mạng Top War của Nga thì cho biết Việt Nam có khoảng 30 tiểu đoàn tên lửa S-125 Petora. Mạng Top War cũng nhận định các tên lửa S-125 mới là con át chủ bài trong tác chiến đối không của Việt Nam hiện nay. Tác giả người Nga cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam hiện đã nâng cấp các tên lửa S-125 lên S-125-2TM. Trong khi từ thời chiến tranh Nam Tư, tên lửa S-125 phiên bản chưa nâng cấp đã bắn dụng được máy bay tàng hình F-117A của Mỹ. Gói nâng cấp tên lửa S-125 lên S-125-2TM gồm một số nét như cho phép tên lửa tiêu diệt mục tiêu ở độ cao thấp và các mục tiêu có diện tích phản xạ sóng radar nhỏ như máy bay tàng hình và tên lửa hành trình. Tên lửa sau nâng cấp có tầm bắn xa hơn, có thể diệt mục tiêu ở cự ly 35 km, tăng 8 km so với chưa nâng cấp. Tầm cao diệt mục tiêu tối đa 25 km, trong khi ở bản chưa nâng cấp, tầm cao diệt mục tiêu chỉ từ 18 km trở xuống. Hệ thống S-125-2TM có thể phát hiện mục tiêu từ cự ly tối đa 100 km. Đạn tên lửa của S-125-2TM có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay với vận tốc 900 m/s. Khả năng kháng nhiễu của hệ thống S-125-2TM là 2700 W/MHz, vượt trội so với 24 W/MHz trước khi nâng cấp. Xác suất diệt mục tiêu của hệ thống S-125-2TM như sau: với máy bay chiến đấu, xác suất từ 85-96%, với trực thăng từ 40-80%, với tên lửa hành trình từ 30-85%. Ngoài ra, ở hệ thống S-125-2TM, thời gian triển khai hệ thống sẵn sàng chiến đấu chỉ mất 20 phút, tiến bộ rất nhiều so với thời gian 90 phút của hệ thống chưa nâng cấp. Điều này nhằm nâng cao khả năng chuyển đổi trận địa, tạo được lợi thế bất ngờ cũng như nâng cao khả năng sống sót của hệ thống trước các phương tiện bay. Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm từ cuộc đối đầu với không quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, các tổ hợp tên lửa S-125-2TM được bổ sung thêm tổ hợp ngắm quang điện tử, cho phép phát hiện mục tiêu cỡ máy bay tiêm kích ở cự ly 40 km để sử dụng trong trường hợp radar bị tắt hoặc bị nhiễu. Được biết hiện tại tất cả các tên lửa S-125 của Việt Nam đã được cải tiến lên chuẩn S-125-2TM. Với những khả năng nhất định trong tác chiến chống máy bay tàng hình đã được xác thực ở Nam Tư và khả năng chống tên lửa hành trình theo lý thuyết, các hệ thống tên lửa S-125-2TM với số lượng hùng hậu là một phương tiện quan trọng của lực lượng phòng không Việt Nam để chống lại một cuộc tập kích hỏa lực đường không trong chiến tranh hiện đại. Bản tin của chúng tôi hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.